mau đi ăn đi. Ui nấu mà thấy chuột à, mà chém hết. xem chuột nhà mình ngon không, kéo chuột nhà mình ngon đấy, ngon hơn chuột đồng đấy. Con đem lên lửa mau đi ăn thử. Ăn thử luôn chuột đây nha. Lấy biết chuột đồng chuột nhà thế nào? Một con chuột cả. Con này còn chuột cá luôn. Đấy, ngay là một cặp trời sinh gian phu dân phụ. Bây giờ sẽ đi ăn. Thịt nướng lên thật ngon, xong thì cho máu đệ nó ăn thử xem thế nào. Thật sự là không thể chấp nhận được. Thế nên là hôm nay mình test xem là mình chưa ăn chuột đấy bao giờ. Nên là hôm nay mình sẽ test xem là cái chuột nhà nó có ngon không, mà nhiều người họ đi bắt cái chuột nhà mình nó còn sạch đây. Chứ chuột ở bệnh viện với lại gì nhỉ, mấy cái khu cống kiếp chuột nó bẩn lắm, kể lời hắc lào kinh lắm, nó lông gần như trụi ấy. Đấy. Ok bây giờ mình sẽ cho lên nướng nhá, làm ăn nó phải sạch sẽ, nhìn thế này là làm sạch sẽ lắm rồi đấy, mình không làm ẩu đả đâu. Đấy, ngon chưa? Mình nhìn mình còn muốn ăn nữa này. Ngon đi. Mình nên xem nó ăn. Xong rồi khen tới tấp. À, thì nó lại phải đòi tiền được. Tết nhất này nợ nần không biết giả. Ok. Đấy. Bây giờ bắt đầu nướng nhá. Nướng thơm lên cá. Úi giời. Ai biết đấy là đâu? Ai biết đấy là đâu? À, để máu đệ nó tử. Máu đệ nó thích nhất là chuột cả này. Giờ cầm cả lên nhà nó nhá. Ôi trời ơi. Siêu ngon. Máu đệ ơi. Máu đệ ơi. Tết nhất thì khéo hắn lại đi đâu thì à, vẫn mở cửa. Mở đi. Rồi bây giờ quạt mùi vào trong. Chả thơm gì đâu. Cái chuột này nó mùi nó không thơm lắm. Đấy, vừa ra lò một tí mà nguội nguội rồi đấy. À, hay là cho cá khoai ăn. Ăn chuột không? Cho nó ăn một viên cải nhé. Đây là viên cả chuột nhá. Đây là viên cả chuột nhá. Đâu, con nào? Há mồm, cấu đây. Kia. Đây. Thôi, bắt rồi. Sốt. Bắt con lên cho anh em xem nhá. Đây. Bắt một con lên cho anh em xem cá mau đệ kẹp như nào đấy. Đấy, con này á, con này phải cỡ tầm 3 cân, hơn 3 cân. Đấy, bây giờ bắt phát là lên luôn. Nhưng mà mình không muốn bắt. Đây, con đỏ đỏ này. Mình sẽ cho mọi người xem con đỏ đỏ này nha, nó đẹp như thế nào luôn. Đâu rồi, đây là con này cũng đẹp. Con đỏ đỏ đâu, sang đây. Cái cô. Đấy. Đây là con đỏ đỏ này. Đây. Cái cục con đỏ đỏ nó khô lắm anh em ạ. Ơi. Ôi giời. Con này lên mặt nước đẹp lắm. Chụp vườn lắm đây. Con này. Thôi, cắn tay ra. Đấy. Đây, con đỏ lên rồi. Con này mình thích nhất, con này mình mỏ nó đỏ rực luôn, tí nữa cho nó. Còn con này xấu bẩn cút đi. Đây. Con này con như con cá trôi nhưng mà đắt lắm. Con này đắt này. Đó, này. Ôm lên luôn này. Con đỏ đâu rồi. Đây rồi. Ôi, đời trời. Đời nó vàng rực, đỏ rực chưa? Đỏ rực luôn. Còn những con vàng vàng này thì nó không màu nó không rực rỡ. Màu nó không rực rỡ đâu. Con đỏ nữa.
trắng đây. À, được. Cái này trắng đây. Đây. Cho nó ăn cá nó mới lên. Ôi mắt, chúng ăn đâu. Đây, 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 đây. Ui, thấy chưa? Con này là một con lũ lợn. Đấy, thấy chưa, lợn này. Bây giờ mà cầm cái ca dốc cám vào mồm nó là, ui, đấy, thấy chưa, là nó ăn như lợn luôn. Dốc cám vào mồm nó hốc như lợn, một lũ lợn luôn. Con đỏ đỏ đó rồi. Con đỏ đó rồi. Ôi, thằng bán đệ đâu nhỉ? Bán đệ ơi! Đâu rồi? Mình sẽ bắt con đực con đỏ đỏ lên nhá. Con vàng này là bắt mãi rồi. Con đỏ nó rồi, đây rồi. Hả? Đẹp không? Quá đẹp luôn. À đây! Mình đang trộm cá. Trộm cá gì? Tao vừa bắt được chuột đồng. Ngon lắm. Chuột đồng ngon cực. Tao thích á. Thế tao ăn được nhiều nhưng mà tao ăn hết rồi. Tao đang nhịn lên bảo. Thế mà chẳng có em rồi. Ngon cực luôn này. Đấy, làm thử nghiệm thôi. Đấy. Ăn kèm, em đang định rủ anh đi rủi đấy. Đấy. Ê, trời. Trứng đâu khá ăn. Ngon lắm. Đấy, ăn đi. Mình ăn ngay ngay. Tao ăn hết một vỉ này rồi. Gọi là thừa, tao định đem đi cho chó đấy, nhưng mà là tao nghĩ đến mẩy. Thế này, bảo thế bảo thôi, lên cho Mao Đệ ăn. Đỡ phí vì cho chó ăn, phí quá. Anh đi bắt với ai mà được nhiều? Tao đánh bẫy với hội Nguyên. Bẫy gọi là bẫy kiển tay. Cả. Đấy, tao cho cá ăn một con này, một quả cá. Phí quá. Sao lại vi phạm? Cá nó biết ăn chuột đâu mà anh cho chuột ăn. Cá nó ăn chuột hơi, nó ăn tất bọn cá. Đây là cá cuối đây, không phải là cá. Tao tin không? Tao cho nó ăn, nó lại ăn tiếp. Dồ à? Thật mà, nó ăn mà. Cá như em à, anh nó còn ăn xuống nó kịp. Ăn đi anh. Anh không ăn. Tao ăn một bỉ rồi. Chẳng nhẽ tao lại đem cho chó nhá. Đây, đây. Cần rau rau gì? Riêng. Có ăn không để tao cho chó hay là tao cho cá ăn nhá? Không. Hả? Rau này tốt đấy. Tốt cái gì? Đùa, tao nấu, tao nướng một vỉ, hai vỉ này tao ăn hết một vỉ rồi. Còn hai con này cho mình. Ăn hết rồi gì? Hả? Có độc không ấy? Độc cái gì? Thuốc sổ, thuốc siêu gì ấy. Thuốc cái gì? Em xem trên mạng là rất nhiều vụ như này nhá. Nhiều vụ gì? Trộn thuốc tí hiểu cho em đi hiểu hay gì? Mày điên à? Trộn thuốc tí hiểu. Ông ăn thử một tí đi. Tao ăn no rồi. Hả? Ăn tao ăn no rồi. Ăn thế không. Này thôi. Hả? Ngon anh ăn hết. Cái gì ăn thế này á? Ăn thế này ăn gì ăn. Ui. Có ăn. Ăn này ăn thử này thôi. À, tao ăn chỗ nào kệ tao. Không. Tao ăn chỗ nào kệ tao. Thế đây nhá, tao ăn một tim nhá. Ok. Đây. Đây rồi, ngon này. Không. Cái tim ngon. Ăn cái này đi. Cái này đi. Cái này cái chân, tao không thích ăn chân. Rồi, thế ăn cái gì? Thôi, đã thấy tôi được. Ê, không. Cho nó đưa cả đất này. Được. Có ăn không? Ăn cái tim được. Có ăn không? Có, ăn đi. Ăn cái tim. Chẳng nghĩ, thôi đưa tao ăn tất. Không. Tao ăn tất. Anh ăn hộ. Anh ăn hộ. Em xin anh ạ. Ăn hộ em một cái tim. Ăn hộ gì? Mày có ăn không? Em không ăn hết. Anh ăn hộ em cái tim cho nó. Ăn tim đi. Ok. Tao ăn no rồi nhưng mà đấy, ăn luôn. Ngon đấy. Hả? Không. Thôi được rồi, ăn nốt. Không, em. Được chưa? Ngon nhỉ. Quá là ngon luôn. Ngon nhỉ. Trời. Ha. Ngon. Đây. Con này to. Đây. Thôi nếu mà sợ thì thôi để tao. Ai? Thôi sợ để tao, để tao ăn cho. Đấy, để tao ăn cho. Anh ăn hết một vỉ được không? Ờ. Không ăn thì thôi. Làm. Đi ra một vỉ, phải ba bốn con. Để hai con là được cái quán không? Giải nó này. Ngon.
mình ăn no thì mà vẫn thèm. Thôi chẳng nhẽ để cho thằng em nó ăn đi. Thật ra ngon. Ngon không? Ngon cấp không? Ngon. Quá ngon luôn. Đưa đây, tao bảo. Đây này. Ăn cái phần lỗ đít này. Anh bỏ lỗ đít rồi ấy. Đấy. Ui dồi, ngon chưa này. Ui dồi. Đây, ăn chuột ấy, mày phải bạnh thế này này. Đấy. Đấy, trời. Đấy, ăn đi. Đấy, đấy, đấy. Đấy, ra, ăn này, ăn. Ôi dồi. Ngon không? Ngon. Ngon, cho xin 50. Không. Hả? Nướng cho hai chuột ngon này, cho xin 50 mua hai lon bia. Không, cho xin 50 mua hai lon bia thôi. Hả? Anh nhắn nội trí em kìa. Ngon không? Ngon. Ngon, cho xin 50. Ngon, em nhắn nội trí em kìa. Đâu? Cho xin 50. Ừ. Thế thôi à? Ê! Ăn thế thôi, để anh về. Không anh mang tiền. Hả? Không có thôi được, hôm nay cho nó ăn lã mồm thì cũng ngon là được. Anh à, anh cho ăn đi, cho em đừng ăn nhé. Thôi thì anh đang hết cám cá coi, cho anh nốt cái cám này nhé. À, cám cám đi. Cái gì? Một gâu này mới có 1 triệu. Đây, một cái này 1 triệu. Đây, một đến đây. 200.000. Đến đây, 1 triệu. À đâu, đây, phải đây 1 triệu đấy. Chạy xin 50 được. Ờ, thế xin 1 nắm cám được không? Được. Được 1 nắm cám thôi mà cũng không cho. Kiệt kiệt. Lỗi cả. Đấy này. Ngon không? Hả? Ngon không? Ngon không? Anh nói được à? Ờ, trời quá ngon luôn. Chuột ngon ngay. 5 cám đổi có 1 nắm cám này. Cám này. Cám này chó nó ăn không? Rơi vào đây. Ừ. Rơi vào đây thế bảo cám lắm tiền lắm mà. Xin một nắm về cho cá coi ăn, à, cho cá chấm cỏ. Đấy. Nhìn như cứt chuột. Đang ăn cứt cứt. À. Hơi gầy. Hơi gầy. Gầy đúng không? Ngon, quá ngon nhỉ. Chắc chưa. Chắc mày chưa được ăn, đã được ăn chuột ngon như này bao giờ chưa? Chuột. Ăn chuột làm gì? Chuột. Lâu lắm rồi không được ăn thôi. Hả? Lâu lắm. Này. Hả? Chả vẫn 1 nắm đây. Cái gì? Anh mà chỉ 1 nắm đây mà. Vẫn 1 nắm. Không biết. Chả đây. Vẫn 1 nắm. Thế giả thì chuột hết. Không. Vẫn 1 nắm mà. Các anh cho... vừa lấy 1 nắm nữa. Cho ra vẫn 1 nắm luôn. Không anh. Đây. Tao chưa 1 nắm thì giả em. Đây nhá, tao cho ra đĩa. Không đưa ra đĩa. Thì... Này. Đĩa này anh biết nhiều không? Tao cho ra đĩa để cơm nắm. Đấy à? Nhiều vậy, 1 lạng rồi đấy. Đấy, 1 nắm này. Nó còn. Còn có tí thôi, mày kiệt xỉn thế nhỉ. Đây, lôi hết ra này. Đấy, hết chưa? Phải 1 nắm không? Tạm được. Đây à, 1 nắm không? Đấy, chả 1 nắm. Đây là 2 nắm rồi, 1 gốc to rồi. 1 nắm. Đây, 1 nắm. Này. Đấy. Nắm em. Cán làm rơi này. Tưởng mấy hạt thì chó nó có ăn đâu. Cho mày chưa này. Đây. Quý lắm nhé. Xin 5 cám rồi. Kiệt. Chuột này ngon không? Ngon. Ngon, quá ngon nhỉ. Nè, đi nào. Đi tới bye bye này. Dạ ý, thì tao ăn nó rồi ăn chán này. Ăn làm gì? Nhìn chưa ngon lắm. Ừ, chỉ quá ngon. Ngon.